Hỏi của bạn Phúc Trường ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh gửi về cho chương trình như sau. Chào các bác sĩ, cho em hỏi bao quy đầu của em dài thì có nên cắt hay không? Nếu cắt thì cắt ở đâu? Có chăng là không biết rằng là bạn phải phân biệt là hẹp da quy đầu hay là thừa da quy đầu, hai cái chuyện đó nó khác nhau vì cái xử lý cũng khác nhau. Việc đầu tiên em cần thu xếp thời gian đến với một phòng khám có chuyên khoa về nam học hoặc là những phòng khám mà có bác sĩ chuyên khoa về tiết niệu. Bình thường á thì có một phần da bao xung quanh ở bên trong phần quy đầu, đặc biệt là những em bé mà khi sinh ra thì chúng ta thường thấy là phần da này sẽ trùm lại. Trong trường hợp bình thường khi mà lớn lên thì có đến 90% những trường hợp trẻ em đến 17 tuổi thì phần da này sẽ tự tách ra khỏi phần quy đầu và da quy đầu sẽ tự tuột ra được. Đặc biệt là mỗi khi mà có hiện tượng cương thì phần da này sẽ được tuột ra hoàn toàn. Trong trường hợp mà dài da quy đầu thì mình chỉ việc là kéo phần da quy đầu lên và vệ sinh thật sạch để cho không lắng tụ lại những cái chất ở bên phía trong quy đầu mà thôi. Chứ còn nhiều người cứ nghĩ rằng đây là phần da thừa mà cắt đi thì cũng cần phải điều chỉnh lại so với lại suy nghĩ này. Còn trong trường hợp nếu mà dương vật bị hẹp da quy đầu thì da sẽ không tuột ra được khi mà cương. Và chính vì hiện tượng hẹp da quy đầu này làm cho những chất dơ, ví dụ như là nước tiểu hoặc là những chất tiết ở bên trong phần quy đầu sẽ bị kẹt lại. Và lâu dần, thứ nhất là xảy ra hiện tượng là viêm nhiễm, làm cho chúng ta có hiện tượng là tiểu gắt, tiểu buốt, tái đi tái lại nhiều lần. Và hiện tượng viêm nhiễm kéo dài này thì có thể dẫn đến hậu quả là ví dụ như là hẹp niệu đạo. Còn một lý do khác nữa là người ta thấy rằng là những người mà có tình trạng hẹp da quy đầu thì có tỷ lệ phát hiện bị ung thư dương vật cao hơn so với những người mà trước đây đã từng cắt da quy đầu. Người ta thấy rằng cũng có một mối liên quan. Do đó thì nếu như trong trường hợp em sợ rằng mình bị hẹp da quy đầu thì chỉ cần rất là nhanh thôi, em sẽ đến với lại một phòng khám và trong trường hợp xác định là em bị hẹp da quy đầu thì em sẽ được tiến hành cắt da quy đầu. Về tiến hành phẫu thuật cắt da quy đầu thì đây cũng là một tiểu phẫu và em có thể là về ngay trong ngày mà thôi. Lượng máu mất thì cũng không đáng kể và tình trạng đau thì cũng không kéo dài lắm. Em có thể là vết thương lành hoàn toàn sau khoảng là 1 tuần. Còn một điểm mà tôi cũng cần phải lưu ý đối với lại bạn nữa, đó là trong trường hợp nếu không bị hẹp da quy đầu mà chỉ là dài da quy đầu thôi, thì bạn cũng biết rằng là da quy đầu không hẳn là một phần da thừa, mà sau này thì trong trường hợp là bị hẹp niệu đạo đi, thì người ta có thể sử dụng phần da này để tạo hình.